Thì hôm nay anh sẽ cùng các bạn sử dụng nó. Đầu tiên anh sẽ start cái server của chúng ta lên. Anh sẽ nốt vào đây sẽ là đây năm cho phần view. Thì chúng ta sẽ có phần backend ở đây. Chúng ta sẽ start nó lên. Chúng ta sẽ start server lên. Đó. Sau này các bạn view chứ. Npm run server như thế này. Thì chúng ta sẽ apply ưu tiên cho phần danh mục trước, bởi vì có danh mục thì chúng ta mới làm sang phần quản lý sản phẩm được. Và cái phần của chúng ta là một sản phẩm, nó sẽ có nhiều danh mục. Đó, các bạn chỉ cần nhớ như vậy cho anh là được. Anh sẽ chạy trang này lên. Đó. Thì đây là cái phần backend. Anh vẫn chưa apply được cái phần router vào. Thì khi mà chúng ta chuyển sang danh mục này, thì nó sẽ như thế này. Được chưa? Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm phần danh mục. Thì đối với phần danh mục thì anh chỉ việc copy từ phần product sang là xong. Thì ở đây anh sẽ tạo ra một cái thư mục là category như thế này. Đó. Và trong category này thì chúng ta sẽ có phần index. .view và chúng ta sẽ có phần form. Form ở đây chúng ta sẽ dùng chung luôn cho cả update và create, được chưa? Đó, anh sẽ tạm thời anh xóa cái phần này đi và anh sẽ lấy phần index của product ra. Đó, ở đây nó sẽ là category component. Đó. Phần form tương tự anh sẽ lấy của product ra. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có phần form như thế này. Anh sẽ cùng các bạn làm và chúng ta thiếu ở đâu thì chúng ta sẽ bổ sung ở đó. Đây sẽ là form category component như thế này. Được chưa? Rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ bị lỗi vì chúng ta vừa xóa cái file category đi. Thì lúc này quay trở lại file main. Anh cứ làm ở đây đã nhé. Rồi đến một bài nào đó thì chúng ta sẽ tối ưu lại, chỉ là chia nhỏ ra thôi. Thì ở đây của chúng ta nó sẽ là thư mục category có S như thế này. Và anh gọi ra index. Thì nó sẽ là list category. Đây, thì sẽ là category list. Danh mục đấy. Được chưa? Và đây của anh sẽ là list. Đó, ok chưa? Chúng ta chạy lên này thì không vấn đề gì này. Đây. Phần category của chúng ta nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Khi click vào thì chúng ta cũng sẽ thay đổi cái phần này. Đây, nó sẽ là category grid. Đó, và chúng ta sẽ vào phần main này. Sau này chúng ta sẽ tách cái phần API ra. À, tách cái phần router này ra một file riêng. Đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ ổn hơn. Ở đây, anh sẽ có phần category grid. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi làm cho phần grid này. Name category ở đây sẽ là .grid. Component sẽ là form như thế này. Form. Được chưa? Nó giống như là cái phần import này, nó giống như là các bạn sử dụng cái phần service ở trong Laravel ấy. Ở controller các bạn phải use nó vào, thì ở đây chúng ta sẽ import. Trong Java nó cũng là import. Đó, ở đây category sẽ là form như thế này. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chạy lên này. Đó, thì đây nó đang báo một cái lỗi là bị duplicate code index này. Đây, thì đây nó sẽ là form. Ok chưa? Chúng ta chạy lên này. Đó, khi chúng ta click thì nó sẽ phải chuyển sang category như thế này. Thì category của chúng ta nó sẽ có name, select. Thì nó có những thông tin gì thì anh sẽ mở lên để chúng ta cùng xem. Các bạn muốn sử dụng được ppmyadmin ở trong Laravel, các bạn có thể cài nó vào là được nhé. Đó, thì ở trong đây anh sẽ mở phần này lên. Khá chậm.
do phần này này. Nó khá là chậm. Đây. Thì phần category của chúng ta sẽ có những thông tin gì? Nó sẽ có ID này. Đó, có một cái trường check là e-home hay không này, có cả Slack các thứ ở đây. Thì chúng ta đã kế thừa được khá nhiều từ cái form này rồi. Đây, thì anh sẽ đổi một chút đối với form category này. Ở đây của chúng ta nó sẽ là gì? Của chúng ta ở đây nó sẽ là form thêm mới sản phẩm như thế này. Đó, sẽ là thêm mới danh mục. Thông tin danh mục. Đó. Được chưa? Đó, của chúng ta nó sẽ là như vậy. Đó, được chưa các bạn? Thì anh sẽ có tên danh mục. Đầu tiên, anh sẽ thay đổi lại cái phần mà chúng ta dùng ở đây. Cái form của chúng ta sẽ tối ưu lại. Đầu tiên sẽ không có phần select như thế này nữa. Đó, những phần khác thì sẽ còn, sẽ không có phần giá nữa. Đó, được chưa? Còn những phần khác cơ bản thì sẽ còn. Phần hình ảnh hình như chúng ta cũng không có luôn. Đối với phần này thì các bạn cứ hiểu đơn giản là ở mỗi phần anh demo nó là cái phần mẫu để các bạn có thể làm được những phần khác, chứ một project này sẽ không thể bao quát được tất cả các trường hợp trong thực tế đâu. Tuy nhiên thì nó sẽ giúp các bạn biết cách giải quyết những bài toán khác trong thực tế. Đó, ví dụ đây sẽ là tên danh mục, được chưa các bạn? Và tiếp theo nó là gì? Khi các bạn dùng ESLint ấy, thì nó sẽ hơi khó chịu một chút lúc đầu. Nhưng mà nếu mà các bạn quen rồi thì cái format của nó, các bạn làm không đúng thì sẽ không thể chạy được. Nên là format code lúc nào nó cũng sẽ có chuẩn mực. Đó, thì ở đây của anh, form của anh lúc này không phải là, và chúng ta cũng không cần cái biến category này nữa. Chúng ta sẽ là category ở đây. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta cũng có name, chúng ta có Slack. Chúng ta có gì nữa? Đây, anh sẽ copy sang name Slack parent ID. Đó. Parent ID default thì sẽ là 0. Có nghĩa là danh mục cha ấy. Default anh sẽ để bằng 0. Chúng ta sẽ có e-home. Default anh sẽ để là false. Như thế này. Nó không phải danh mục hiển thị ở ngoài trang chủ. Đó, rồi chúng ta có meta keyword này. Chúng ta có meta description này. Đây. Và chúng ta có meta title. Đó. Thì các bạn nhìn anh làm nhé. Thì đối với cái object cho phần category, cho cả cái form này này, thì tương ứng với bao nhiêu input thì chúng ta có bấy nhiêu cái key trong cái object này. Đó. Và trên này nó sẽ là category. Được chưa? Đây cũng vậy, anh sẽ đổi lại một chút category. Đó. Và khi mà chúng ta đổi thì chúng ta không phải đổi cái prop này. Và không cần đổi prop thì có nghĩa là cái validate này nó vẫn đang nhận. Ok chưa? Đây anh sẽ chỉ thêm vào vModel đây thôi. Sẽ bằng category chấm meta keywords. Đó. Rồi chúng ta sẽ có meta description. Rồi chúng ta sẽ có meta title. Được chưa? Rồi. Và chúng ta sử dụng lại được toàn bộ những cái của buổi trước. Đó, bỏ cái này đi. Đó, được chưa? Thì hôm trước có một bạn hỏi anh là tại sao chúng ta phải validate như thế này? Mặc dù là API của chúng ta đã validate hết rồi, không còn gì nữa rồi, đúng không? Phần danh mục này, chúng ta đã validate hết rồi. Đây. Đó, tuy nhiên thì chắc chắn rồi, chúng ta bắt buộc phải validate cả hai phía. Một là validate ở phía dưới,
thì nó giúp chúng ta giảm tải được cái gánh nặng cho server. Đó, ở đây anh chưa start server các bạn. Chúng ta hôm nay chúng ta bắt buộc phải start server của Laravel lên. Vì chúng ta đang chạy với localhost. À đó, chúng ta đang chạy với domain này mà. Thì phải được chứ nhỉ? À rồi. Server của Laravel thì chúng ta do anh đổi cái password cho user ở đây. Đó, nên là nó không nhận. Rồi, lúc này thì chắc chắn là sẽ chạy lên được. Đó, được chưa? Thì đây là cái trang frontend mà chúng ta đã làm. Đây. Đó, và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là khi request lên nó đã nhận được cái validate của phía server rồi. Đây, các bạn chạy lên này. Nó đang báo gì đây? À, chúng ta chưa out. Chúng ta chưa login nên là chúng ta không thể access lên được. Đó, thì nó sẽ có phần out. Đây này, phần out chúng ta đã làm rồi này. Đây, đó, được chưa? Sau này chúng ta muốn login chúng ta phải dùng cái key này. Được chưa? Thì lát nữa chúng ta sẽ sử dụng quay trở lại backend này. Đây, tên danh mục này. Anh chỉ sửa lại một chút ở đây thôi. Đó. Vui lòng nhập tên danh mục. Đó, slot không được bỏ trống. Vui lòng nhập. Phần giá này chúng ta sẽ không cần nữa. Phần danh mục này cũng không cần. Đó, được chưa? Và các bạn thấy nó báo lỗi này. Nhìn thấy không? Comma ở phần cuối này. Không dùng, bỏ đi. Đó, anh sẽ bỏ cái giá trị default của cái này đi. Đây. Ok chưa? Được chưa các bạn? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lên này. Đó, hai cái này. Còn những cái này thì không vấn đề gì. Chúng ta sẽ có một cái select box để mà chọn menu ở đây. Đó là menu tra hay là cái gì. Thì chúng ta, anh tưởng là không phải dùng nhưng mà phải dùng rồi. Thì quay trở lại cái form product chúng ta copy sang thôi. Đó, có một cái mẫu rồi. Đây, thì chúng ta sẽ có một cái danh mục ở đây. Đó, danh mục tra. Đó, nếu default chúng ta sẽ không chọn, có nghĩa là default nó sẽ là, nó là danh mục tra luôn rồi, thì chúng ta sẽ không chọn. Được chưa? Đây, thì anh sẽ để như thế này. Đây, anh sẽ khai báo một cái array như thế này trước. Đó. Và cái array này của chúng ta nó sẽ chạy lên đây. Và nó sẽ là, ở đây sẽ là category.parentId. ParentId. Đó. Nó sẽ như thế này. Chỗ này, sorry các bạn, chỗ này vẫn là, chỗ này là parentId. Đó, sau này chúng ta sẽ phải validate cho cái parentId. Được chưa? Đây, và anh chạy lên như thế này. Đó, default nó đang là 0 này. Thì anh sẽ để nó như thế này. Thì category của chúng ta default nó sẽ có một cái là 0 như thế này. Nó sẽ có name. Nó sẽ là danh mục tra luôn. Tức là root ấy. Được chưa? Sau đó nó sẽ có ID. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến ID như thế này thôi. Ví dụ sẽ là 0. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây value key sẽ là ID, label sẽ là name. Đó, value sẽ là ID như thế này. Thì default lúc mà các bạn vào ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái giá trị tương ứng. Đây, anh quen viết của PHP nên là nó sẽ phải có chấm phẩy ở cuối. Nhưng mà thằng CSS này thì nó hơi dở. Đó, được chưa?
Ok chưa các bạn? Thì lúc đầu vào các bạn tạo danh mục sẽ các bạn chọn nó là root như thế này. Đó. Default sẽ là root. Còn nếu mà nó có danh mục con giả sử như thế này. Nó thuộc danh mục name là laptop chẳng hạn. Với ID bằng 1 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Thì tạm thời cái phần danh mục thì chúng ta sẽ lấy ra sau, tí nữa anh sẽ nói đến cách lấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, chúng ta validate xong rồi này. Đây, thử cái dấu này. Đây, lưu lại này. Ok chưa? Đó, vậy thì khi mà chúng ta muốn gọi lên trên server, muốn gọi lên API này, thì chúng ta sẽ phải, đây, API là create này, chúng ta sẽ phải lấy được cái access token. Thì bình thường nếu mà các bạn làm thì các bạn sẽ phải làm thằng login trước, sau đó với lấy cái access token đấy để truy cập vào các API này. Nhưng do chúng ta đang làm ngược từ bên ngoài ra, nên là anh sẽ dùng luôn cái API token này để fix cứng đã. Chúng ta sẽ đăng nhập tạm ở trên này như thế này, ok chưa? Thì anh có được cái API token này, được chưa các bạn? Và mỗi API này nó có thời hạn trong 1 tiếng, mới hết hạn tiếng. Đây là 3600 phút, là không biết là 1 tiếng hay là bao nhiêu lâu. Đó, thì nó mới hết hạn 3600 phút hay 600 giây gì đấy, được chưa? Rồi. Thì bây giờ anh sẽ làm như sau. Đó. Bây giờ khi mà chúng ta validate thành công này, thì chúng ta sẽ lấy được cái dữ liệu ở đây. Submit form chúng ta sẽ lấy được ở đây. Sẽ là category. Bây giờ anh chạy thử lên nhé. Để các bạn nhìn thấy này. Đây. Ví dụ khi anh nhập danh mục là laptop. Đó, select của nó cũng sẽ là laptop. Chúng ta sẽ phải sử dụng một cái bucket để mà xử lý cái select này. Ví dụ laptop. Laptop giá rẻ Hà Nội. Đó, giả sử khi anh click này thì anh sẽ lấy ra được tất cả những giá trị. À, chúng ta đang thiếu một cái trường nữa các bạn, đó là eHome. Các bạn nhìn thấy đây không? Có nghĩa là thằng này nó có nằm ở trong trang chủ hay không, thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ có thêm một cái input nữa là eHome ở đây. Trong form category này. Đây, anh sẽ để đây sẽ là thì ở trang chủ. Đó. Cái này sẽ là eHome. Và anh sẽ có một cái checkbox. Anh vào trang element.io để anh lấy ra cái checkbox. Đây, anh sẽ lấy ra được cái checkbox. Đây. Thì anh sẽ lấy cái checkbox này. Đây, được chưa các bạn? Đó, thì ở đây module của anh nó sẽ là category.eHome. Đó, và cái này nó sẽ là như thế này. Đó, được chưa? Nó sẽ là đó, thì đây nó sẽ là không ở là sâu 2 tùy các bạn để nó sẽ hiển thị ra như thế này.
Category y home. Nó có đây mà. Nó đang báo là không hiểu cái category y home này thông qua thằng vModule. À rồi, trên này, sorry các bạn. Đây, đây, đây. Thì hôm hiển thị này. Đây, thì nó sẽ sâu 2, thế này. Để tiếng Việt đi. Đó, nó sẽ như thế này chưa, và cái chúng ta làm đây đó, và chúng ta sẽ đưa cái vModule vào, cái mà anh đang đưa vào đang bị lỗi rồi, cho anh viết sai chữ category này. Đó đó, anh giả sử nếu chúng ta chọn này thì nó sẽ là true như thế này. Khi mà submit nó sẽ là true cái e home đó, được chưa? Nếu bỏ chọn này mà submit lại thì chắc chắn là sẽ phải là fail đó, ok chưa? Thì khi mà chúng ta làm việc với Vue.js thì chúng ta xử lý form nó rất là nhàn. Nếu mà các bạn viết cái này bằng jQuery thì chắc chắn là cực kỳ mệt mỏi. Rồi tiếp tục. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp. Đó, thì sau khi mà validate các thứ xong rồi thì anh muốn là nếu mà chúng ta gõ đây là bán laptop thì nó sẽ phải chuyển cho chúng ta thành chữ bán laptop ở đây. Thế này. Thử như vậy. Thì chúng ta cần phải xử lý cái slug ở đây. Thì anh sẽ sử dụng một cái slug view để chúng ta sử dụng đây, view slug. Chúng ta sẽ sử dụng một cái view slug packet để chúng ta giải quyết cái bài toán này cho nó nhanh gọn. Đây thì anh sẽ dùng nó như sau. Đầu tiên chúng ta xem là cách dùng của thằng này. Đây là một dạng, đây là một packet của JavaScript, nó cũng khá ít người dùng. Nó chưa biết là nó dùng như thế nào luôn. Không thấy có hướng dẫn ở đây. Viết cách đây 3 năm. Anh sẽ tìm một cái khác đi. Đây, tìm một cái mà nó đây, ít nhất là có người dùng đây này. Cách sử dụng của nó này. Anh sẽ cài cái này lên. View slug inputs. View title. Slug input. Hơi khó được. Xem còn một cái packet nào không, khá là ít. Bên PHP thì bên Laravel thì nó hỗ trợ cái này rất tốt. Rồi thế thì anh sẽ xem có một cái slug nào nữa hay không.
Đây, quyết định sử dụng cái này. Mình sẽ cài cái này lên. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ follow theo document của nó. Đầu tiên chúng ta import nó vào. Chúng ta sẽ import nó vào file view như thế này. Sau đó chúng ta sẽ view nó vào. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào trong project của mình. Đó. Thì cách dùng của nó như thế nào? Thì bây giờ chúng ta xem. Đây, anh sẽ xem ở đây, xem cơ chế của nó như thế nào đã. Add user slug input. User change cái field and change to value plot reset. Anh sẽ đặt vào đây như xem nó như thế nào. Đây, anh sẽ dùng ở đây. Thì có nghĩa là nó sẽ như thế này. Khi mà người dùng thay đổi giá trị của cái input là category name này, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ convert slug thì file chúng ta sẽ gọi đến một cái hàm gọi là set slug, gọi là con đây là set slug. Đó, anh sẽ gọi đến hàm này và bên dưới này anh sẽ có một cái method này. Đây, anh sẽ có một cái method ở đây. Chú bạn và method này anh sẽ nhận vào một cái giá trị là slug như thế này. Lúc này anh thử console log lên nha. Console log. console.log như thế này là slug. Được chưa? Đó, anh chạy ra lên. Bây giờ chúng ta sẽ thử ở đây. Đây, nó báo là chúng ta phải có một cái space ở đây. Chúng ta chạy lên này. Học lập trình. Có vẻ như không đúng. Thì nó đang chưa nhận cái này của chúng ta. Chúng ta phải xem lại cách sử dụng Selectify này. Thì ở đây chúng ta sẽ có Selectify. Sẽ quay trở lại main này. Có hai cách để chúng ta import vào Selectify và input này. Sau đó thì đối với Selectify này, Select input Selectify. Đó, cách dùng của nó thì đang như vậy. Anh sẽ thử lại. Đang có cái space ở đây. Có nghĩa đây nó báo như thế này.
Đó. Được chưa? Space after. Đó. Ok chưa bạn? Imported multi có nghĩa là nó báo thằng này đang import vào nhiều lần. Không pass được qua rule rồi. Đây. Chúng ta đã import nó vào nhiều lần. Nhưng cách sử dụng của thằng kia thì nó đang hướng dẫn như thế này. Anh sẽ chạy lên nhé. Chúng ta sẽ phải import Spotify như thế này. Rồi, ok. Anh đã giải quyết được cái cách này. Đây nó báo gì nhỉ? Không nên có space trước cái pattern này. À, đây. Không nên có survey nhưng mà dòng số 15 anh đã chưa hiểu chỗ này nó nói đến cái nào. Đó, được rồi này. Nhưng mà nó đang không nhận. Chúng ta đang bị lỗi cái cannot thôi. Chúng ta đang bị lỗi cách nhúng vào. Sau đây các bạn vì anh hơi chủ quan cái phần này. Nó bị conflict rồi. Đang bị dùng Selectify này. Đây. Nên là chúng ta sẽ tất cả cái này thì chúng ta sẽ chuyển nó thành chữ thường như thế này. Vấn đề là của chúng ta đang bị ở cái phần này.
Bạn chờ anh một chút. Đây. Và cái phần này của chúng ta sẽ đổi tên đi. Không nhất quán đồng hành về. Chúng ta sẽ đổi tên cái input ở đây. Anh sẽ thử nó ở đây. Chúng ta sẽ xem cái input này. Đó, và nó sẽ có một cái sự kiện trên khi chúng ta dùng cái này. Ở đây chúng ta sẽ để là nên như thế này. Nó bị file các bạn. Không thể chuyển được. À. Nó có chuyển rồi các bạn ạ, nó có nhận, ví dụ đây nhé, anh search là bán này, lab này, top này. Đó, và nó chuyển thành chữ thường thì do chúng ta config ở bên này. Do anh đang chuyển tất cả thành slow key đây. Đó, hiểu cơ chế của nó rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế này. Chúng ta sẽ phải xử lý ở đây như thế này. Đó, vấn đề của chúng ta đang không import được hai lần như cái này. Khá là dở. Anh sẽ thử đó, nó đang báo là không có cái này. Touch.
Để đây. Xuống ok này. Không có, không nên có space trước cái parent dòng số 15. Nhìn cũng ra là ở đâu luôn. Rồi. Chúng ta cứ làm nó phức tạp lên, chỉ đơn giản là yêu vào thôi các bạn ạ. Đây, và default anh sẽ dùng được nó như thế này. Vấn đề là chúng ta cần phải chuyển cái giá trị đó vào đây, vào đây như thế này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta thay đổi giá trị cho cái input slug ở trên này thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải thay đổi và phải thêm cả class ở đây nữa, vì cái này nó đang không nhận cái class của chúng ta. Thì anh sẽ thêm một cái class vào đây như thế này. Đó, thì nó sẽ giống cái class ở trên và nó sẽ ở dạng small. Đây. Nó sẽ nằm trong cái div này. Và nó sẽ nằm trong đây. Được chưa? Đó, thì các bạn thấy input của nó giống rồi. Thì chúng ta mỗi lần chúng ta thay đổi đây này, ví dụ này. Trình web. Đó. Thì nó sẽ nhận ở trên này. Đây, nó sẽ nhận ở trên này. Có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta sẽ phải làm ngược lại là nếu mà thay đổi trên này thì nó sẽ phải nhận ở dưới. Được chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta tạm bỏ cái input này đi. Đó. Được chưa các bạn? Đây. Lập trình web. Đó. Và hiện tại là nó đang không nhận tiếng Việt à? Tạm thời chưa nói đến câu chuyện tiếng Việt nhé. Laptop. Chúng ta sẽ tìm cách fix sau. Thì bây giờ mỗi lần anh thay đổi ở đây thì anh sẽ phải lấy giá trị của nó xuống. Thì ở đây anh sẽ có một cái hàm lấy ra được cái giá trị của thằng này. Giờ nhỉ. Anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ đặt cái slug vào đây. Cái biến này sẽ là biến slug các bạn nhé. Đây này. Đó, được chưa? Và anh đưa cái thằng này lên đây. Cái name vẫn như vậy, không thay đổi gì. Sẽ hơi rối một chút. Anh chuyển cái input xuống slug là như thế này. Ok chưa? Và anh trả lại cái input default của name nó sẽ là như thế này. Đó, được chưa? Đây sẽ là slug. Ok chưa? Chạy lên này. Đây, ví dụ ở đây sẽ là laptop, bán laptop. Đó, thì vấn đề là chúng ta nhập danh mục đây là laptop chẳng hạn. Bán laptop. Thì dưới đây nó sẽ phải nhận giá trị đó. Thì nó sẽ nhận như thế nào? Thì nó sẽ nhận thông qua cái sự kiện
trên của cái thằng này. Có nghĩa là anh sẽ lắng nghe cái giá trị category name thay đổi. Anh sẽ dùng what như thế này. Anh sẽ dùng what như thế này. Đó, what. Hôm nay anh sẽ lấy ra được cái giá trị select. Anh sẽ lấy ra được cái value là name. Được chưa các bạn? Đó, có phải là what ở trong view nó là lắng nghe sự thay đổi của một giá trị nào đấy đúng không? Và anh console.log như thế này để các bạn nhìn thấy anh lấy ra được cái value thay đổi này. Khi mà chúng ta thay đổi giá trị cho input name thì các bạn sẽ nhận được cái giá trị thay đổi đó. Đây, nó sẽ như thế này. Ví dụ như là bán laptop. Đó, được chưa? Và cuối cùng anh lấy cái thay đổi này anh truyền vào cho thằng gì? Từ đây anh sẽ gọi đến zip trở đến category.select bằng với cái value này. Được chưa? Chúng ta không có dấu này. Thì các bạn sẽ thấy là bán laptop nó sẽ như thế này. Lớp mình có hiểu chỗ anh đang xử lý không? Có hiểu chỗ anh đang xử lý không? Đó thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán ở đây là chúng ta có select tự động. Đó, được chưa? Và sau này các bạn có thể tự sửa nữa. Đó, nếu không sửa thì sẽ là tự động. Được chưa? Lúc anh xử lý ở chỗ này nó đang hơi bị rối một chút. Tiếng Việt sẽ có cách của nó đấy. Nó sẽ có cách xử lý cho tiếng Việt. Thì cái issue về tiếng Việt thì chúng ta sẽ để đến cuối buổi đi. Thì chúng ta sẽ xử lý. Dùng cái hàm replay này á, nó sẽ không giải quyết được hết đâu. Dùng hàm replay này, nếu chúng ta chỉ dùng hàm replay đấy thì chúng ta sẽ phải xử lý rất nhiều thứ và không dành cho việc giải quyết tiếng Việt. Hoặc là nó có hai dấu space như thế này là cũng đã không xử lý được rồi. Đó, kiểu như vậy. Tạm thời chúng ta sẽ để đây đã nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi đến API này. Này, mỗi lần nhập như thế này chúng ta sẽ gọi đến API. Ví dụ anh để là laptop. Đó, thì ở dưới này nó cũng sẽ thay đổi theo thành laptop. Thì thằng này khi mà nó đã có giá trị rồi thì nó sẽ không nhận nữa. Đây, như thế này. Các bạn nhìn thấy này. Laptop. Sao rồi? Laptop. Đó. Đó, được chưa? Rồi. Anh sẽ chọn root bật này. Test, ví dụ meta title này. Meta description này. Meta keyword. Đó, thì chúng ta sẽ có các giá trị tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ request nó lên server. Thì để sử dụng ở trên server thì chúng ta dùng một cái phương thức, nó là kỹ thuật Ajax thôi. Phương thức này chúng ta của nó là ArcOS. Thì trong đây nó đang chưa có, chúng ta sẽ cài nó vào. Đây. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta tương tác với JavaScript, giữa JavaScript với server. Anh thấy bên này không biết là dùng được tiếng Việt không, cũng không dùng được. Thông thường là bảng là bảng của tiếng Anh. ACOS. Anh sẽ cài nó lên.
Đó, và khi chúng ta nhấn hủy này thì chúng ta cũng phải clear hết. Đây này, thì lát nữa chúng ta sẽ viết cái đó. Rồi, sau khi chúng ta cài xong rồi thì chúng ta import nó vào. Anh sẽ lấy theo cái bản mẫu ở bên này, anh sẽ import như những cái khác thôi. Anh sẽ import vào như thế này. Đó, được chưa? Và anh sẽ yêu nó vào. Ok chưa các bạn? Ở project trước anh không dùng cái link nên là viết nó khá là dễ, khá là đỡ mệt hơn rất là nhiều. Đây, rồi, ok. Sau khi mà anh nhúng vào rồi thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái biến, vài cái môi trường. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một vài cái biến môi trường như là tên domain các thứ, thì anh sẽ lấy ở phần này sang. Đây, tên domain của nó là gì này? Đó. Thì mấy cái này là mấy cái cần dùng. Đây, thì domain của chúng ta nó sẽ là localhost 8000. À đâu, domain của nó sẽ là cái này. Thì anh sẽ định nghĩa đây như thế này. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái gọi là, thì tại vì anh cái project trước anh đã làm hoàn chỉnh rồi, chúng ta lưu ở trong storage rồi. Nhưng đối với cái này thì chúng ta sẽ tạm thời fix cứng giá trị vào. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Dòng số 21 đây. Đó. Cái gì này? À, nó muốn anh là cái này phải chuyển thành cái này thì tốt hơn. À, không phải, anh đang hiểu sai ý. Authorize này. Donation là cái gì nhỉ? Chấm có đó. Rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy này, giống như phần authorize của những phần khác này. Đây. Trước đây mà chúng ta dùng này. Đó, thì ở đây anh sẽ lấy theo cái mà chúng ta vừa login xong. Đây, được chưa các bạn? Anh sẽ lấy toàn bộ cái này sang. Đó. Ok chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã có biến môi trường. Chúng ta có đủ mọi thứ rồi đấy. Thì ở bên kia chúng ta sẽ dùng nó như thế nào? Đây, anh sẽ tạo ra một cái biến property để dùng cho cái này nữa. Được chưa? Đó. Vậy ở bên phần này chúng ta sẽ gọi nó như thế nào? Thì ở bên này chúng ta sẽ gọi nó như sau. Anh sẽ lấy xem. Được hết rồi. Anh sẽ lấy ở bên, anh sẽ gọi ở bên thằng view như thế này.
Đây. Anh sẽ lấy được nó ra như thế này. Anh quay trở lại cái form của chúng ta là category. Anh sẽ có một cái grid được ở đây để chúng ta test thử đã. Khi chạy vào này, mặc định thằng grid được nó sẽ chạy đầu tiên thì nó sẽ lấy ra được cái giá trị này. Zip cho đến đô la ACOS như thế này. Đó, anh chạy thử lên nhé. Đây. Đây, thì ở đây anh sẽ lấy ra được cái giá trị của thằng ACOS là thằng này. Và trong thằng main này anh đang định nghĩa như thế này. Có nghĩa là đến khi chúng ta gọi, chúng ta sẽ không cần truyền cả cái domain này nữa, mà nó sẽ lấy từ thằng này trở đi, kiểu như vậy, được chưa? Và cái bot content này chúng ta config vào đây rồi, cái out này nữa, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đi gửi request lên. Lẽ nó có một cái lỗi gì đó liên quan đến URL. Chế với thằng này rồi đấy. Rồi, ok. Thì anh sẽ xử lý cái phần submit này. Khi mà chúng ta submit form, có nghĩa là khi mà nhập thành công, pass qua validate thì anh sẽ chấm post như thế này. Và cái post này của anh sẽ truyền lên với cái domain như thế này. Đây, chúng ta sẽ là API category như thế này. Đó, được chưa? Và anh sẽ truyền đi được cái data, nó chính là zip.category. Và cuối cùng chúng ta sẽ là đây. Cho trường hợp là post gen. Ở đây anh sẽ tạo ra một cái response như thế này, được chưa? Anh sẽ trả về cái response như thế này. Đó, thì đây là cú pháp sử dụng thằng ACOS và chúng ta sẽ console log chấm log cho thằng REST. Đó, chúng ta thử lên này. Ví dụ anh để đây là laptop, là danh mục tra. Đó, chúng ta sẽ nhập giá trị đầy đủ lên. Khi mà submit này thì các bạn thấy nó đang báo lỗi 422, có nghĩa là gì? Nó báo là vui lòng nhập tên của bạn name, có nghĩa là chúng ta đang chưa truyền được cái name lên. Chúng ta xem param truyền đi này. Chúng ta truyền được cái key lên này. À, chúng ta đang chưa truyền được thông tin lên thật. Param các thứ là chúng ta đang chưa truyền được. Vậy thì anh sẽ xem cái console log ở đây của chúng ta như thế nào. Console log. Cái zip.category ở đây đang như thế nào. Chúng ta đã truyền được dữ liệu lên server rồi nhưng nó đang báo là thông tin truyền lên đang chưa đúng, chưa pass được qua cái validate. Ví dụ anh để đây là laptop. Đó. Đó, được chưa? Vui lòng nhập tên này.
quay trở lại với chúng ta quay trở lại một chút với phần controller, phần validate của category nhé. Tại sao lại báo là nhập tên nhỉ? À rồi, vì chúng ta đang dùng chung. Coi đây sẽ là phải là vui lòng nhập tên danh mục, tên danh mục đó, được chưa các bạn? Thì chúng ta thử lại đây một chút nhé. Laptop đó. Đó, chúng ta đang bị undefined cái category các bạn ạ. Lý do thì anh đang chưa xác định được vì sao chúng ta bị ở đây. Đây này, this.category. Category. Và chúng ta viết sai. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử lại này. Laptop. Đó, được chưa? Sau khi save này, đó nó sẽ trả về 200 như thế này. Được chưa các bạn? Và trên database của chúng ta nó sẽ tạo ra được một bảng ghi là laptop. Đây, được chưa các bạn? Thì vấn đề của chúng ta là mỗi khi mà nó báo lỗi, trường hợp mà nó báo lỗi như vừa rồi, chẳng hạn như vừa rồi, thì chúng ta sẽ phải hiển thị được cái thông báo lỗi lên, có đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trường hợp mà có lỗi 422 đó, để tái hiện được cái lỗi như vừa rồi, giả sử đây anh sẽ nhập sai như thế này, thì chúng ta request lên thì kiểu gì cũng sẽ có lỗi. Đây, thì chúng ta sẽ phải hiển thị được lỗi lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hiển thị cái lỗi lên đối với trường hợp là 422 như thế này. Đó, nên thì chúng ta sẽ lấy ra được một cái response như thế này. Gen, nếu mà vẫn có lỗi, chúng ta sẽ lấy ra được cái error như thế này. Console log errors. Đây, anh sẽ lấy ra được cái thông tin lỗi như thế này. Chúng ta viết ngắn gọn thôi. Đó, ví dụ ở đây chúng ta để là laptop, được chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ lấy ra được lỗi như thế này, 422. Và ở phần category request này chúng ta cũng sẽ lấy ra được cái lỗi đấy. Thì anh sẽ console log cái lỗi đấy ra như thế này. Rồi, anh sẽ xử lý như sau. Anh sẽ lấy cái phần này.
copy cho nó nhanh. Phần backend, ví dụ anh vào phần exam, phần form chúng ta cũng có phần xử lý ra cái lỗi. Đây thì chúng ta sẽ bắn lên một cái lỗi này. Phần form này chúng ta sẽ bắn lên một cái lỗi trường hợp này. Đó thì chúng ta sẽ có một cái error message như thế này. Rồi. Không biết là chúng ta có validate danh mục không được trùng tên không? Chúng ta thử một trường hợp là trùng tên này. Đó, có một cái trùng tên này. Ví dụ anh vẫn cố nhập là laptop. Nó vẫn báo là vui lòng. Đây, tên đã tồn tại. Đây các bạn nhé, thông báo là tên đã tồn tại và nó đang bắn ra errors. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang chưa handle được cái lỗi này. Đây, ở đây của chúng ta đang chưa handle được lỗi ra. Chúng ta sẽ phải xem vì sao. Chúng ta sẽ lấy ra được một list các lỗi như thế này các bạn. Ở bên form view này anh sẽ console log cái lỗi này ra trước để các bạn xem này. Console log cái error này chấm data này. Đó. Ví dụ laptop. Laptop. Data. Đây, thì chúng ta sẽ lấy ra được cái error này. Và từ cái này chúng ta kiểm tra nếu có error này thì chúng ta sẽ bật cái thông báo lỗi lên. Đó, thì anh sẽ làm như sau.
Đây sẽ là kết số này các bạn. Đó, thì anh sẽ bật lên này nếu. Trường hợp bị trùng tên nếu fail status các thứ này. Chúng ta bắt buộc bỏ cái này đi thì chúng ta mới handle đây được. Đây, anh sẽ lấy ra được cái này. Và nếu mà chúng ta có cái này, có nghĩa là đây chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Nếu mà red.data mà tồn tại đấy. Đó, thì chúng ta sẽ duyệt cái lỗi này ra. Bởi vì sao, trong đây nó sẽ có các key message này, message key name là gì này, đây các bạn này. Đó thì chúng ta sẽ báo lỗi nó ra. Ví dụ anh kiểm tra là nếu mà cái này chấm name này sẽ xét tạm giá trị laptop nha, để anh đỡ phải nhập. Data.errors. Đó, chấm message dài. Đó. Chấm name. Đây. Đó, thì anh sẽ in. Anh sẽ như thế này và anh sẽ duyệt cái bảng như thế này chấm x. Cách làm này anh thấy là đang chưa được tối ưu, bởi vì ở project trước anh làm nó cũng khá là khác. Tuy nhiên thì anh vẫn làm cho nó xong cái hướng làm này đã. Mỗi lần thì anh sẽ lấy ra được cái message ở đây. Và anh tạo ra được một cái biến như thế này. Test là content errors. Chính như thế này. Mỗi lần anh sẽ nối chuỗi với cái message này, cuối cùng anh chạy console log cái content errors. Đó, được chưa? Và anh muốn bật lên cái thông báo thông qua cái
Alert ở đây. Anh muốn bật lên cái thông báo lỗi đó thông qua cái message này. Mỗi lần chúng ta sẽ bật lên một cái lỗi hoặc là bật lên một cái pop-up warning kiểu như là confirm ấy. Đây, chúng ta sẽ bật lên một cái lỗi kiểu như thế này, một cái thông báo chung về lỗi. Đó, kiểu như thế này. Thì anh sẽ đưa cái này vào. Trường hợp mà có lỗi thì anh sẽ bật lên. Đây, thì anh sẽ để nó như thế này, sẽ không cần cache ở đây. Hãy thử lên đã nhá. Úi. Cái này kiểu của nó sẽ là errors. Nó sẽ không cần contact. Kiểu là errors. Thế này. Thì cái content error anh sẽ đưa nó vào đây. Đó, chỉ vậy thôi. Bỏ những cái dấu này đi là được. Đó, nó sẽ báo lỗi như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đó, nó sẽ báo cái lỗi chung chung lên như thế này để chúng ta biết được. Còn bình thường nó sẽ báo ở dưới này rồi là ok. Chúng ta cũng sẽ không cần cái này nữa. Đây, kiểu như thế này. Được chưa? Giả sử bây giờ chúng ta tiếp tục này, sau khi mà chúng ta thêm xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển nó về trang. Trường hợp nếu không có cái này, không có lỗi thì chúng ta sẽ chuyển nó về trang zip.router, về trang danh sách router.push, thì chúng ta sẽ để là category như thế này. Ví dụ anh thêm một cái khác vào này, mobile, thêm vào, bỏ đi này. Thì sau khi thêm thành công thì chúng ta sẽ phải trở về được trang danh sách. Mình đang có một cái lỗi gì đây? Thì mobile thêm được rồi nhưng mà nó chưa chuyển trang được computer. Zip router chấm put của anh đang bị lỗi các bạn ạ. À, router này, sorry. Đó, ví dụ anh thêm tiếp, ví dụ như là printer,
chúng ta sẽ bỏ cái giá trị ở đây đi. Đây sẽ là printer. Được chưa? Đó. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ cần đó là lấy ra danh sách, danh mục ở đây. Ở đây này, sẽ là danh sách, danh mục. Sau khi lấy được thì chúng ta sẽ tiến hành sửa. Được chưa? Đó. Hủy thì chúng ta ở bên form này, khi click vào hủy thì chúng ta sẽ quay trở lại. Cancel. Chúng ta sẽ quay trở lại cái trang kia bằng cách là chúng ta làm như thế này. Đó. Hoặc là các bạn không cần viết cái hàm này thì các bạn viết thẳng sự kiện click vào như thế này mà thôi. Đó, thì anh sẽ gọi đến hàm hủy như thế này. Đó. Ok chưa? Đơn giản như vậy. Đó. Được chưa? Thì ở đây, ở phần danh sách này chúng ta sẽ làm gì? Lấy ra danh sách danh mục. Chúng ta sẽ lấy như sau. Chúng ta sẽ viết hàm lấy ra danh sách danh mục, chúng ta sẽ sử dụng nó ở trong trong đâu? Chúng ta sẽ sử dụng nó ở trong created. Bởi vì sao? Bởi vì thằng created nó là cái chạy đầu tiên ngay sau khi component đấy nó được được load lên. Được chưa? Nó chạy trước khi cả HTML được load lên. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ lấy thông qua cái router này. Router list này. Đó. Thì anh sẽ chỉ cần là API V1 category như thế này. Thì ở trong anh sẽ lấy theo API ở đây. Ở đây như thế này. Được chưa? Nhưng phương thức của chúng ta lúc này nó sẽ là get. Thì ở đây của chúng ta nó sẽ là như thế này. Đây sẽ là get. Được chưa các bạn? Và anh sẽ gen như thế này. Đó, mỗi lần anh sẽ trả về được cái record. Cách viết này là cách viết của ES6 nhé. Chấm get trường hợp có lỗi thì chúng ta sẽ báo ra một cái lỗi. Đó, được chưa? Để tạm thời để console log ở đây đã. Chấm error. Các bạn chỉ cần làm được một màn hình là những màn hình khác làm rất là dễ. Đây, console log anh chấm chấm log red này. Đó. Ok chưa? Quay trở lại trang danh sách này. Đây chúng ta vẫn bị cái lỗi space. Báo ở đâu đây? 67. Missing space before. Đó. Được chưa? Các bạn nhìn thấy này. Ở đây phần console log chúng ta sẽ lấy ra được cái object này có data. Đó, tức là phần response này có data. Chấm data. Đó, các bạn chạy lên nhé. Thì chúng ta lấy ra được danh sách các danh mục này. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu status bằng true thì chúng ta mới bắt đầu gắn giá trị. Thì anh sẽ kiểm tra như thế này. List nếu response.data.status có nghĩa là bằng true ấy. Thì chúng ta bắt đầu lấy ra cái data ở bên trong này. Đây mới là cái data chúng ta cần lấy. Khá là sâu, data.data tiếp. Nó sẽ như thế này các bạn ạ. Bản thân thằng Axios nó cũng trả về cho chúng ta được một cái key là data nữa rồi. Nên là cái này nó khá là sâu. Đây, anh chạy thử lên nhé. Đó, lại chấm data nữa này. Ba cái data, trời ơi. Đó, thì chúng ta lấy ra được mảng các danh mục. Ok chưa? Thì sau khi mà lấy ra được thì chúng ta sẽ zip chấm
category, đây anh sẽ để là category số nhiều. Đó, chúng ta sẽ để như thế này, bằng thế này. Ok chưa? Rồi anh sẽ bỏ, loại bỏ toàn bộ cái này đi. Và anh sẽ sửa trên table này, thay vào cái này bằng category như thế này. Đó, được chưa? Thử lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra được cái data này. Ok chưa? Thì cái cột đầu tiên của nó không phải là cột date này, mà nó là cột name. Đó, và cột thứ hai là slug, thì các bạn chỉ cần thay đổi cái rock này thành slug là được. Đây nó sẽ là slug, còn đây sẽ là tên danh mục. Đó, được chưa? Ok chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Ok chưa? Chạy lên này. Và anh muốn apply cái loading. Mình sẽ làm hoàn chỉnh một cái. Sang những phần khác anh sẽ copy đó cho nó nhanh. Đây, thì anh sẽ sử dụng một cái gọi là vloading ở đây cho cái table này. Đó, anh tạo ra một cái biến vloading. Ban đầu sẽ bằng for như thế này. Ok chưa? Và khi bắt đầu chạy vào đây thì anh sẽ để là zip trở đến loading bằng true. Sau khi mà chạy xong rồi, gán xong data rồi thì anh sẽ để nó bằng false. Đó, trường hợp gặp lỗi cũng sẽ gán nó bằng false. Được chưa? Đây, console. Đó. Ok chưa các bạn? Chúng ta load lên này, thì chúng ta sẽ thấy nó load. Các bạn thấy nó quay đây này. Đó, được chưa? Ngoài ra chúng ta sẽ còn cột tổng số sản phẩm các thứ nữa, cái mà chúng ta sẽ xử lý sau. Product number, đây sẽ là tổng số sản phẩm. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cột nữa là action để chúng ta thêm sửa xóa. Cái này chúng ta nên để những sản phẩm mới nhất lên trên đầu này, thì chúng ta nên sửa API lại một chút cho cái phần service hay là repo của phần category này. Đây, index thì nó đang là repo. Các bạn vào category repository. Đây, các bạn sửa lại cái pagination. Đó, ví dụ các bạn để là order by theo id. À, chúng ta sẽ không làm cái này. Sau này chúng ta sẽ cho phép người dùng order by. Đó, và gán giá trị default chứ không fix cứng. Ok chưa? Tí nữa chúng ta sẽ làm. Thế tổng sản phẩm, và cuối cùng anh sẽ có một cột gọi là edit, thì anh sẽ xem cái table để đưa template vào. Đó, anh sẽ đưa cái template vào. Anh sẽ set width cho cái cột này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có các button tương ứng. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ có các bước tương ứng như thế này. Đó, ở đây nó sẽ là xóa.
sẽ là sửa. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ đi thực hiện các API như là xóa sửa. Thì anh sẽ làm cho phần xóa trước. Chỉ đơn giản là nó dễ. Đây, thì ở phần này anh sẽ viết một cái phương thức là xóa. Ở phần delete này anh sẽ gọi đến phần xóa như sau. Trước khi gọi thì anh sẽ confirm trước. Chúng ta sẽ dùng đến cái confirm giống như bên form. Đây của anh sẽ đặt confirm. Đó, nó sẽ như thế này. Đây sẽ là bạn có muốn xóa không? Warning. Và tiếp theo sẽ là trường hợp nếu mà chúng ta cancel thì sao? Trường hợp chúng ta xóa. Đây là trường hợp chúng ta xóa. Chúng ta sẽ không cần bật két trong trường hợp này. Đó. Thì lúc mà click vào anh sẽ gọi đến hàm xóa như thế này. Anh sẽ truyền vào cái data. Thì mỗi cái scope.row này nó lấy được từ cái slot scope này thì nó là một category. Thì ở dưới đây anh sẽ lấy ra được cái row và anh sẽ console log ra cái category. Đây, thông qua cái row này. Chúng ta thử này. Chưa được. Handle digits được bỏ đi rồi mà. Nó đang chưa nhận cái sự kiện click các bạn. À rồi. Có lẽ cái từ khóa delete kia nó trùng với keyword của JavaScript nên nó không nhận. Đây, chúng ta sẽ làm như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đó, và khi mà chúng ta xóa thì chúng ta sẽ làm gì? Đây, mình chuyển này. Khi
Khi mà chúng ta xóa thì chúng ta sẽ làm gì? Anh sẽ gọi đến phương thức delete giống như ở đây. Đây. Khi mà chúng ta nhấn xóa, các bạn nhìn này, thì chúng ta lấy ra được cái row và biết được cái ID của cái category cần xóa. Thì đây chúng ta sẽ gọi là zip chấm ACOS chấm delete. Delete chúng ta sẽ truyền lên cái gì? Chúng ta sẽ truyền lên cái link này, cái link delete ở đây. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ truyền vào cái gì? Chúng ta sẽ truyền vào cái row chấm ID đó, gen. Nếu mà kết quả trả về là ok thì chúng ta sẽ chuyển tra. Trường hợp có lỗi thì chúng ta sẽ báo cái lỗi ra, tạm thời console log lỗi ra. Đó, còn ở trên đây chúng ta sẽ zip trở đến router.put và chúng ta trở về trong danh sách. Đó, tạm thời chúng ta sẽ xử lý như vậy. Đây, ví dụ chúng ta xóa cái này. Đó, nó đang có một cái lỗi gì đấy này, navigation location, cái chuyển trang này đang chưa được. À, chấm put list chấm router chấm put. À, chúng ta đang ở trang chính, trang danh sách rồi các bạn ạ. Vậy thì chúng ta sẽ phải load lại dữ liệu. Thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái function ở đây là get data. Đó, cái hàm get data này của chúng ta nó sẽ là hàm dùng chung. Dùng chung ở đây như thế này. Được chưa? Khi mà vào credit thay vì chúng ta viết ở trên này thì chúng ta sẽ zip trở đến load data như thế này. Được chưa? Đó. Và trong load data chúng ta sẽ xử lý nó như thế này. Được chưa các bạn? Anh chạy lên này. Đó, nó đã được xóa rồi, chúng ta đang có một cái lỗi liên quan đến protocol, chúng ta sẽ xử lý sau. Ở đây, chúng ta mỗi lần xóa thành công chúng ta lại load lại data. Zip trở load data như thế này. Đó. Ok chưa? Ví dụ nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ biến mất. Đó. Được chưa? Đó, trường hợp hủy này. Ok. Được chưa các bạn? Rồi. Vậy thì tổng số sản phẩm này chúng ta lấy như thế nào? Tổng số sản phẩm thì chúng ta sẽ lấy thông qua cái server. Chúng ta sẽ phải thay đổi lại một chút về query ở đây. Paginet này, chúng ta sẽ width với product. Width với product như thế này. Đó. Được chưa? Thì có phải là mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được thêm cả product không? Đây này, các bạn nhìn này. Có phải mỗi lần chúng ta request lên là chúng ta sẽ lấy ra được cả. Đây. Chúng ta sẽ lấy ra được cả product này. Đây, trong data này. Đó, nó sẽ có product này. Ok chưa? Thì anh sẽ sử dụng một cái formatter để anh
giải quyết cái bài toán là lấy ra tổng số sản phẩm. Thì ở chỗ tổng số sản phẩm này anh sẽ có một cái gọi là format bằng một cái ví dụ như là total product như thế này, được chưa? Và anh sẽ có một cái method total product. Đây, total product ở đây anh sẽ nhận vào một cái row đó, và mỗi lần chúng ta chạy for x của cái bảng kia được duyệt thì nó sẽ chạy qua cái total product này và anh sẽ lấy ra được cái row đó. Đây, các bạn nhìn nhé, thì anh sẽ lấy ra được danh sách các row này. Nó đang chưa nhận, thì ở đây anh có thể là anh đang dùng cái format anh viết nó chưa đúng format. Đây sẽ có một cái khái niệm format ở đây. À rồi. Đó. Ok chưa? Anh chạy lại lên. Đó, các bạn sẽ thấy anh lấy ra được cái row và anh lấy ra được cái mảng sản phẩm này. Và anh sẽ đếm nó bằng cách là return. Anh sẽ return như thế này. Len thì chúng ta sẽ lấy ra được tổng số sản phẩm. Đó, thì default nó đang bằng 0. Được chưa? Thì ở phần tổng số sản phẩm này chúng ta có thể style thêm cho nó một chút nữa, đó là width chẳng thôi, align. Đó, ok chưa? Rồi, được chưa các bạn? Đó, phần xóa chúng ta cũng làm rồi. Vậy phần sửa thì sao? Mỗi lần click vào sửa đó, thì chúng ta sẽ gọi đến trang sửa. Chúng ta sẽ gọi như thế nào? Thì chúng ta phải thiết lập được cái router đã. Thì đối với router cho trang sửa, chúng ta vào phần backend này, và phần main chúng ta sẽ thiết lập cái router bằng cách là chúng ta sẽ truyền đi được cái ID là gì. Đó, thì đây của chúng ta sẽ là edit, được chưa các bạn? Vẫn sử dụng form kia, vẫn sử dụng form này, được chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ truyền cái param đi như thế nào, thì anh sẽ truyền đi như sau này. Anh sẽ lấy cái mẫu ở bên này luôn. À, hình như sang anh đang sửa trực tiếp ở trên trang đó chứ không chuyển trang. Cái này thì anh muốn làm là dạng chuyển trang để chúng ta có cái nhìn khác nữa về thằng này. Đó, ok, không sao, chúng ta sẽ xử lý chuyển trang như thế này. Chúng ta sẽ đâu nhỉ? Khi người dùng click vào sửa này, màn hình danh sách này, anh sẽ có một cái handle là click edit. Đó, thì anh sẽ truyền đi được cái ID của cái mà chúng ta cần sửa, chính là cái scope.row. Đó, thì bên dưới này anh sẽ có hàm gọi là handle edit.
Mỗi lần click vào thì anh sẽ chuyển trang bằng cách dùng push như thế này. Đó, tên của chúng ta sẽ là category.edit. Và chúng ta truyền đi cái ID. Đúng là ID không? Đây. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ truyền đi ID, đây nó sẽ xuống bằng row.id. Đó. Được chưa? Đây, thử nhá. Đang có lỗi ở phần này. Thiếu chấm phẩy đây. Đó, click vào sửa này. Có vẻ đang chưa nhận. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta truyền đi ID bằng 8 này. Đó. Thì vấn đề của chúng ta là khi chạy vào cái form này, chúng ta cần phải lấy ra được ID. Được chưa các bạn? Thì trong thì ở bên phần form này chúng ta sẽ có một hàm created. Cứ chạy vào đây chúng ta sẽ lấy ra được cái ID thông qua cái router. Như thế này. Chúng ta sẽ control log này. Xích trở đến router như thế này. Đó. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy ra được cái thông tin console log. Nó cứ từng bước như vậy thôi. Đây, click vào. Thì chúng ta sẽ lấy ra được thằng này và thằng này nó sẽ có một cái khái niệm gọi là para. Para có s. Đó, anh thử nhá. Thử lại này. Undefined. Anh sẽ xem ở đây. Chúng ta cũng sẽ lấy ra được para. Form đâu nhỉ? Đây. View router okay, para. Đó, anh sẽ lấy luôn như này cho nhanh. Router.para mà nhỉ? Ơ, đúng rồi. Mục tiêu của chúng ta ở chỗ này là sẽ chuyển sang và lấy ra được param ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lại request lên để lấy thông tin category và đủ nó vào trong form này. Đó, mục tiêu là như vậy. Hiện tại thì anh đang có lỗi ở đây. Chúng ta đang gặp một cái lỗi ở đây. Đó là cú pháp thì đang đúng rồi nhưng nó đang báo là không lấy được cái ID. Ở đây. Thì anh sẽ để buổi sau chúng ta sẽ xử lý tiếp và làm nốt phần sửa. Thì đối với phần danh sách chúng ta còn thêm phần sort ở đây nữa và phần phân trang nữa. Đó, sau khi mà xong được cái phần danh mục này rồi thì các bạn bước sang phần sản phẩm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, thì hôm nay anh sẽ dừng ở đây đã.